Em đi hiểu không? Ở đây xong rồi mang đầu thực hành thôi. Sóng. Mới xong rồi mà sao học xong phải gọn rồi cập hết cái đầu chân tay vào ăn vứt rồi. Không không, em đã chép đến hết buổi chiều chưa, không chép hết bài này nữa. Không để anh chỉ. Thế cả người em đấy. Chia như phong cuộc em và sấy thế ạ. Chia như phong cuộc và sấy. Đó. Em chia chéo này em sấy về này. Thì nó đẹp hơn. Quá. Chúc mọi người một ngày cuối tuần đặt hàng đông khách nhá. Thế đi em ơi. Chân canh hiểu đâu? Dưới nhà. Dưới nhà ấy. Dưới nhà.